Anh em đang xem cảnh một con diều hâu đang đang bắt được một con gà con nha. Thấy chưa? Mỏ của diều hâu rất là bén. Đầu tiên là nó sẽ nhổ lông con mồi của nó ra hết. Là trong vòng 10 phút thôi là cái con diều hâu này nó đã sơi hết nguyên một con gà rồi. Thì anh em nào nuôi gà con là phải cẩn thận với cái loài chim diều hâu này nha. Đây là một trong những loài chim sát gà, chim săn mồi, nhưng mà gà con là với chuột á. Đây đó, nói không, nó nuốt nguyên con gà con trong đó luôn. Bây giờ nó nghẹn hay sao đó, nhìn bộ móng của nó kìa, đúng không? Đó, mắt đó, nó đang nghiền á. Rồi, buổi săn mồi của diều hâu trắng đến đây là kết thúc nha.